Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và Dư Khải chúng em một buổi xem video vui vẻ lắm rồi. Và ở video này thì Khải nói chung là có một người hỏi mua cái nhẫn của Khải. Chắc chắn với anh em rằng Khải nghĩ mua cái nhẫn Khải chỉ có đường môn thôi. Nói chung nhìn sơ qua cái nhẫn Khải thì thông pháp 17, sinh lực lực và thời gian 140 ở dòng 2, nhưng mà ở với dự ảnh dòng 2 nhưng mà kèm theo cái thông pháp 17. Khải bán với cái nhẫn này là 30 kim anh em. Chuyển tiền mô các kiểu cũng đà điểu rồi. Không biết ạch này là của ai, không biết là của ai anh em. Nói chung là bữa giờ mua đồ Khải vài món rồi. Ít hôm nữa nếu mà ông Facebook này, nói chung là Khải có Facebook nhưng mà đợi xem là ít hôm nữa ông chơi phái gì, Khải sẽ test và show cho anh em xem set đồ ông này. Chắc chắn là ông này đây là một đại gia ngầm anh em, một đại gia ngầm đấy. Mua chiếc nhẫn Khải với trị giá 30 kim, 2 triệu Việt Nam đồng để ban tiền rồi. Nói chung là cái nhẫn này nếu chắc chắn với anh em, Khải nhìn sơ qua ông này chắc chắn chơi sẽ chơi đường môn. Nhìn cái nhẫn Khải chạy giải anh em, nhìn Khải nhẫn Khải chạy giải nó là xúc ngay và liền. Chung là hôm trước Khải không ngốc nhẫn nhảy bán, nhưng mà ổng xem livestream kênh của Khải á, xong rồi ổng biết em hỏi mua luôn. Và bữa giờ nói qua nói lại thì ok, Khải bay luôn cho ông này 30 kim cái nhẫn này. Và Khải sẽ sắm lại một cái nhẫn 40 dòng 1 khác anh em. Đó, thông pháp 17 làm 140. Được rồi, Khải hỏi đúng hạn chưa? Đúng hạn chưa? Facebook thì có, nhưng mà đợi bữa nào ông ta lên ạc đường môn á, Khải sẽ sâu đồ cho anh em xem. Cái nhẫn này chỉ giá 2 triệu anh em, 2 triệu Việt Nam đồng, 17-40, sinh lực lực. Ok ok, rồi bay cái nhẫn anh em ơi. Rồi ok, nói chung là bay cái nhẫn xong thì Khải sẽ sắm lại nhẫn khác dòng 1. Nói chung là công luôn, Khải chỉ cần làm chậm dòng 1, dòng 2 nhưng mà không cần thân pháp được rồi. Còn cái nhẫn đó thân pháp là chắc chắn sẽ đường môn xài rất là ok. Rồi quá chất rồi, nói chung là bán cho người ta đây rồi, mình sẽ sắm cái nhẫn khác anh em. Tại vì ông đó ông đường môn chắc chắc rồi, Khải nghĩ chắc chắn như đường môn mới cần cái thân pháp 17 thôi. Rồi anh em xem video đừng quên ở lại Khải một like chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi. Ok bye bye anh em.